Trong 4 ngày thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 8.000 trường hợp vi phạm về tốc độ. Đây là những con số do Cục Cảnh sát Giao thông mới thông tin. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã quyết liệt xử lý các vi phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý gần 40.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 88,3 tỷ đồng, tạm giữ hơn 13.000 phương tiện, tước hơn 8.000 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm cồn là 9.098 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 8.239 trường hợp. Kế hoạch cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đưa ra các cảnh báo về nhiều hình thức lừa đảo trực tiếp, trực tuyến, nở rộ dịp cận Tết Nguyên đán 2024. Dù hình thức lừa đảo không mới nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa, mất từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Theo Cục An ninh Thông tin, những chiêu thức lừa đảo trực tuyến thường thấy là lừa việc nhẹ lương cao, lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ, lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số, lừa đảo cho vay tiền cận Tết hay chiếm đoạt tài sản bằng bẫy lừa đảo quà tặng không đồng. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNEID, mã OTP, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không có trách nhiệm, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến, không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh được chính xác người nhận tiền là ai. Nếu đã bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào mạo danh có thể lấy lại tiền giúp nạn nhân mà phải chuyển phí trước.